Trinh và Kiều Khanh xin mến chào quý vị đang theo dõi những chương trình mua sắm của VTV Hyundai Home Shopping. Thưa quý vị, hôm nay một lần nữa sẽ là một không gian làm đẹp dành đến cho tất cả các chị em mình. Trước khi chúng ta cùng biết về sản phẩm chính ngày hôm nay thì xin được hỏi quý vị là mỗi ngày quý vị trang điểm mất bao nhiêu thời gian? Chúng ta sẽ có bao nhiêu là món mỹ phẩm trang điểm ở trên bàn trang điểm của nhà mình? Hoặc là có khi nào mình cảm thấy mất tự tin vì một làn da có nhiều vết thâm, sạm và đã bị lão hóa dần theo thời gian chưa ạ? Ngày hôm nay cực kỳ tiết kiệm thời gian chỉ với một bước trang điểm duy nhất mà thôi. Với bộ mỹ phẩm trang điểm nhanh chóng đến từ thương hiệu nổi tiếng của Đài Loan, thương hiệu Beauty Maker. Và đặc biệt với dòng sản phẩm chính của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có được đó chính là một hộp cushion như thế này quý vị nha. Khi mà nói đến công nghệ cushion thì thời gian gần đây chắc là nhiều chị em phụ nữ chúng ta cũng đã nắm khá rõ rồi. Tức là lớp kem nền mỏng mịn luôn luôn được chứa ở trong một tấm đệm mút. Và với tấm đệm mút như vậy thì cái lớp nền này luôn luôn được giữ tươi mới. Và khi mà chúng ta áp lên làn da của mình thì sẽ cảm nhận được một sự mát mẻ dễ chịu. Bên cạnh đó là độ bền màu và rất là lâu trôi quý vị nha. Và đặc biệt là với dòng sản phẩm riêng biệt này thì nó được sản xuất từ Hàn Quốc quý vị ạ. Do đó nó cũng được thừa hưởng những công nghệ rất là tiên tiến từ đất nước này, một đất nước mà có sự thấu hiểu rất là lớn dành cho yêu cầu làm đẹp của các chị em phụ nữ. Bên cạnh đó, bộ sản phẩm chính của chúng ta thì sẽ có thêm một cây son nữa Trinh nhỉ. Đúng và rồi. Cây son này với màu sắc cũng được rất nhiều chị em phụ nữ yêu mến. Ừ, đúng rồi Kiều Khanh ơi, với cây son của chúng ta có màu sắc đó chính là màu hồng đỏ và đây là màu sắc rất là phù hợp cho nhiều làn da khác nhau và mình có thể là tự tin xuất hiện ở trong nhiều hoàn cảnh các chị em nha. Từ việc là chúng ta có thể là đi học nè, đi làm, đi dạo phố và cả đi dự tiệc nữa. Đây là một bộ sản phẩm rất là tiện lợi và cần thiết dành đến cho các chị em phụ nữ của nhà mình. Đây là bộ sản phẩm chính của chúng ta của thương hiệu Beauty Maker, mức giá chỉ là 890.000 đồng. Thế nhưng ưu đãi mà chúng tôi dành đến cho tất cả quý vị không dừng lại ở hai sản phẩm chính đâu ạ, mà sẽ còn có thêm cả một bộ quà tặng cực kỳ hấp dẫn luôn. Nếu như mà chúng ta đã trang điểm mình có được một khuôn mặt tự tin, một đôi môi với màu sắc tươi tắn rồi thì buổi tối khi chúng ta trở về nhà của mình hãy chăm sóc và điều trị chuyên sâu cho làn da của mình với bộ ba mặt nạ giúp dưỡng trắng da, tái tạo cho làn da đến từ một thương hiệu nổi tiếng của Đài Loan, đó chính là thương hiệu Liu. Chưa kể là còn dưỡng da vào ban đêm cùng với lại bộ ba mặt nạ dưỡng da chuyên sâu và cả một chai nước xịt khóa đến từ thương hiệu Liu quý vị nha. Đừng chần chờ nữa ạ, thời gian của chúng ta cũng đang bắt đầu trôi dần qua rồi. Nhanh chóng sở hữu cùng với chúng tôi qua điện thoại tổng đài quen thuộc 1900 7137. Bộ mỹ phẩm trang điểm nhanh chóng và tiện lợi SIE Cushion và son môi Beauty Maker, bí quyết sở hữu một gương mặt rạng rỡ tươi sáng chỉ với hai bước mà thôi. Bước 1, lớp nền hoàn hảo từ SIE Cushion với loại kép và phiên bản cải tiến. Bước 2, môi xinh tươi sáng từ son môi màu hồng đào, thương hiệu nổi tiếng tại Đài Loan, Trung Quốc. Bộ quà tặng giá trị cao với bộ dưỡng da đặc biệt bao gồm bộ mặt nạ dưỡng trắng da 3 bước giúp làm trắng và mang lại một làn da tươi sáng và mịn màng hơn. Xịt khoáng với dung tích là 15ml nữa, vừa dưỡng ẩm cho làn da lại còn bảo vệ lớp trang điểm mỗi ngày. Bộ mỹ phẩm trang điểm nhanh chóng và tiện lợi SIE Cushion và son môi Beauty Maker với mức giá đặc biệt chỉ 890.000 đồng và quý vị sẽ còn được nhận ngay bộ quà tặng giá trị cao bao gồm mặt nạ dưỡng trắng da và xịt khoáng cao cấp, một món quà tuyệt vời dành cho nhan sắc của các chị em phụ nữ. Khi sử dụng, gương mặt tôi có nhiều khuyết điểm, da khô và sẫm màu. Bước 1, sử dụng bông trang điểm ấn nhẹ vô lõi Shuffle để cả hai màu phấn bám dính lên bề mặt bông. Bước 2, chậm nhẹ bông phấn từ trong ra ngoài phủ đều cho toàn bộ gương mặt. Bước 3, gấp đôi miếng bông che khuyết điểm kỹ hơn ở vùng cánh mũi và khóe mắt. Bước 4, dùng tay lấy một ít lớp phấn màu đào trên lõi để che khuyết điểm vùng chữ T xung quanh mắt, nếp gấp vùng mũi và má. Rất khác biệt trước và sau khi trang điểm. Khi sử dụng, khuyết điểm không còn nữa, làn da toát lên vẻ đẹp trắng sáng không tì vết. Quý vị
vị và các bạn thân mến, nói về vấn đề trang điểm cũng như là dưỡng da thì chắc chắn đây là vấn đề mà các chị em phụ nữ rất là quan tâm và thực hiện điều đó gần như là mỗi ngày luôn đúng không ạ? Và để cho có một làn da đẹp thì ngoài việc là chúng ta lựa chọn được một bộ sản phẩm trang điểm phù hợp thì bên cạnh đó lại còn phải lưu ý đến những bước dưỡng da nữa. Tuy nhiên tại sao quý vị không nghĩ đến việc đó chính là chúng ta dưỡng da ngay cả khi đang trang điểm luôn Trinh ạ? Khi mà chúng ta áp một lớp nền lên trên làn da của mình và để mang lại những cái tác động dưỡng da hiệu quả, tức là nó phải có vừa chống nắng, thứ hai nữa là có thể là có được một độ ẩm tuyệt hảo để cung cấp luôn độ ẩm liên tục cho làn da của mình và giữ cho lớp nền này lúc nào cũng được bền màu và lâu trôi quý vị nha. Có rất là nhiều vấn đề dễ dàng nảy sinh trong quá trình trang điểm mà Kiều Khanh cũng là người thường xuyên gặp phải, đó chính là lớp nền chỉ vừa mới đánh khoảng nửa tiếng cho đến một tiếng mà thôi là đã bắt đầu, thứ nhất là đổ dầu nè Trinh. Sau khi đổ dầu rồi thì làn da của mình sẽ bắt đầu xỉn màu, không còn tươi mới như lúc mới đánh lớp kem nền lên nữa. Kế vào đó là lúc nào chúng ta cũng sẽ cảm thấy đó chính là một cái sự bức bí ở dưới làn da của mình, bởi vì làn da không được cấp ẩm vào thời điểm đó. Và chúng ta cũng có thể khắc phục được điều này chỉ với một bước trang điểm duy nhất mà thôi. Đó là lý do vì sao mà chúng tôi đặc biệt lựa chọn dòng sản phẩm ngày hôm nay để giới thiệu đến quý vị với một thương hiệu rất nổi tiếng tại đất nước Đài Loan, đó chính là Beauty Maker quý vị nha. Và dòng sản phẩm này đem đến cho quý vị một bí quyết để chúng ta có thể trang điểm chỉ với một bước duy nhất mà thôi. Và nếu như trước đây quý vị sẽ mất thời gian cho là bước kem dưỡng ẩm nè, kem lót nè, rồi kem nền, kem che khuyết điểm và cuối cùng là phấn phủ nữa, năm bước như vậy, đối với nhiều chị em mà chúng ta không quen trang điểm thì tất nhiên là mình sẽ mất rất là nhiều thời gian luôn. Vậy thì tại sao quý vị không thử thay đổi đi ạ? Bây giờ mình chỉ cần có một bước trang điểm duy nhất, nhanh chóng và tiện lợi thôi. Và Kiều Khanh ơi, Trinh nghĩ là bây giờ chắc hẳn là các chị em của nhà mình cũng mong muốn là biết được công dụng thực tế của phấn nước trang điểm CC Cushion đến từ thương hiệu Beauty Maker đó. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng quan sát bên trong nào. Nếu như mà bên ngoài là một kết cấu rất là rắn chắc nè, thêm vào đó nữa rất là sang trọng đẹp để chúng ta cho vào trong túi xách của mình, thì bên trong lại mềm mại hơn hẳn cùng với một lớp bông phấn như thế này đây. Màu hồng bên trong thì rất là dễ thương đúng không ạ? Và đây cũng chính là một lớp liên kết để giúp chúng ta có thể là thoa lớp kem nền ẩm mượt ở bên trong lên trên làn da của mình. Và bây giờ tiếp đến hãy quan sát ở phía bên trong quý vị nha. Như Kiều Khanh đã nói, đây chính là một phiên bản nâng cấp của công nghệ Cushion quý vị ạ. Tức là kết hợp đến hai công nghệ dưỡng da khác nhau vào trong một lõi như thế này đây. Và chúng ta có thể là quan sát ngay bằng mắt thường của mình với hai lớp màu khác nhau như thế này. Ở bên ngoài đó chính là lớp kem phấn nền và đặc biệt là chúng ta có thể là lựa chọn một tông màu nhưng mà phù hợp được với rất là nhiều loại da cũng như là rất là nhiều cái tông da khác nhau quý vị ạ. Bên cạnh đó là lớp màu hồng đào bên trong, tức là nơi để giữ lại những cái lớp khoáng chất mà kết hợp từ rất là nhiều thành phần khoáng chất khác nhau, đem lại độ mềm mịn nè cũng như là khả năng bắt sáng cực tốt cho làn da của mình sau khi trang điểm. Đúng rồi thưa quý vị, đặc biệt là với lớp màu hồng đào bên trong là có sự kết hợp từ hoa sơn trà của đảo Jeju và tinh chất berry làm trắng nữa, và còn có thêm sự kết hợp từ axit hyaluronic, cho nên là sẽ cung cấp nước ngay lập tức khi chúng ta trang điểm luôn. Với lớp lõi cushion như thế này nó khá là mềm mượt và chỉ cần một lần nhấn nhẹ như thế này mà thôi là đã có thể lấy được một lượng kem phấn nền vừa phải lên trên mặt bông quý vị nha. Và bây giờ thì Kiều Khanh quay ra để cho quý vị thấy, tức là một lần nhấn mình lấy được cả độ dưỡng, mình là cả lấy được luôn cả lượng kem phấn nền nữa để có thể là thoa lên trên làn da của mình. Và sau đó khi mà áp lên làn da đó thì sẽ ngay lập tức là hai lớp màu này nó trộn vào với nhau quý vị nha, thấm nhẹ như thế này mà thôi. Đó quý vị thấy đó, ban đầu thì nó có thể là nó có một cái độ khác biệt về màu tí xíu, nhưng sau khi chúng ta đã áp nhẹ liên tục như thế này thì hai lượng màu này nó sẽ được hòa trộn vào với nhau. Do đó là cái lớp kem phấn nền này nó còn đem đến khả năng bắt sáng dành cho làn da của mình nữa. Kiều Khanh sẽ xoay nhẹ bàn tay như thế này quý vị nha. Khả năng bắt sáng của lớp kem phấn nền này nó rất là tốt đúng không ạ? Do đó khi mà chúng ta trang điểm cũng hạn chế cái tình trạng đó chính là làn da bị xỉn màu mà càng ngày càng trở nên là óng ánh nè, mịn màng hơn. Thưa quý vị, như vậy là bây giờ quý vị đã thấy được sự khác biệt rất là rõ rệt đúng không ạ? Ở làn da bên đây khi mà chúng ta đã sử dụng một lớp mỏng thôi với phấn nước trang điểm CC Cushion của Beauty Maker thì làn da của mình thứ nhất là màu sắc sẽ được cải thiện, nó đồng đều da hơn. Thứ hai là chúng ta thấy được là màu sắc nó cũng sẽ tươi tắn và rạng rỡ hơn cho mình đúng không thưa quý vị? Và nếu như mà quý vị muốn cảm thấy tự tin hơn thì tất nhiên quý vị không thể bỏ qua một bước làm đẹp tiếp theo. Một làn da đã mịn màng, đã tươi tắn tự nhiên rồi thì chúng ta phải có ngay đó chính là một đôi môi với màu sắc thật là tươi tắn và rạng rỡ đúng không ạ? Thì ngày hôm nay trong bộ sản phẩm chính của chúng ta sẽ còn có thêm một thỏi son vừa dưỡng môi vừa trang điểm với màu sắc là hồng đào, trẻ trung và thời trang, phù hợp cho nhiều làn da môi khác nhau và cả là da mặt khác nhau nữa các chị em nha. Có rất là nhiều chị em phụ nữ vẫn liên tục chia sẻ với chúng tôi rằng tại sao sắc da của họ lại đặc biệt rất là khó lựa chọn màu son, nhưng đối với màu hồng đào này thì cực kỳ dễ dàng để kết hợp với lại những cái phong cách trang điểm khác nhau của mình quý vị nha. Đúng rồi, và trong một khoảng thời gian mà nãy giờ quý vị cũng đã chờ đợi thì chúng ta sẽ cùng đến với một thí nghiệm cuối cùng quý vị nha. Đó chính là lúc nãy khi mà
Khanh đã đánh một lớp kem phấn nền trang điểm Beauty Maker trên da tay của mình. Thì bây giờ hãy cùng kiểm tra xem là sau một khoảng thời gian như vậy thì nó có đổ dầu hay không, hoặc là những khi mà chúng ta đi ra bên ngoài mà gặp trời mưa nè, hoặc là chúng ta đi bơi thì nó có sẽ bị làm ba đi cái lớp trang điểm này hay không các chị em nha. Và bây giờ thì quý vị hãy tiếp tục quan sát nha. Lớp nền lúc nãy là đã được Kiều Khanh thoa đều lên trên lòng bàn tay rồi, và có vẻ như là nãy giờ mặc dù là dưới ánh đèn rất là nóng thì như thế này của sân khấu nơi mà chúng tôi đang ngồi ở đây thì lớp màu này vẫn chưa hề bị xỉn màu đi. Bên cạnh đó là có đổ dầu hay không thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát quý vị nha. Bây giờ trên tay Kiều Khanh là một lớp phim thấm dầu như thế này, và bây giờ thì quý vị có thể thấy là hoàn toàn nó chưa bị có một tí dầu này làm ảnh hưởng đến cả. Và hãy cùng áp lên trên tay của Kiều Khanh nào, và nhấn nhẹ như thế này xem nha, xem có hề bị đổ dầu hay không, và quý vị hãy cùng tự mình kiểm tra xem nào. Wow, Trinh thấy là hoàn toàn khô ráo đấy Khanh à. Và bên cạnh đó thì đúng là màu sắc của lớp trang điểm thì lúc này nó đã hòa dần với làn da của chúng ta rồi, và mang đến một màu sắc rất là tươi tắn tự nhiên luôn. Nhưng sẽ còn làm khó thêm sản phẩm này là những khi mà chúng ta đi bơi nè quý vị, hoặc là chúng ta đi ra bên ngoài mà gặp trời mưa như thế này, thì khi mà những tia nước nó sẽ là tác động trực tiếp vào làn da của chúng ta, thì không biết là khi đó lớp nền trang điểm của mình nó có sẽ bị bay ra đi, hay là mình sẽ phải mất thời gian dặm đi dặm lại nhiều lần nữa. Cảm giác mát ghê luôn đó Trinh. Có rất là nhiều lượng nước đã được phun liên tục như thế này lên trên bàn tay của Kiều Khanh. Đúng và rồi. Khi mà nghiêng qua như thế này thì quý vị cũng cảm nhận được cái độ lấp lánh đúng không ạ? Tức là lượng nước ở trên bàn tay bây giờ khá là nhiều rồi, nhưng mà không có biết là có làm trôi đi cái lớp kem phấn nền này hay không. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng thử lại nha. Đầu tiên thì quý vị có thể quan sát thấy là lớp khăn giấy vẫn còn trắng tinh như thế này đúng không ạ? Tức là chưa hề có một cái sự can thiệp cũng như là một sự tác động của bất kỳ một màu sắc nào trên đó cả. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem là lớp khăn giấy này nó còn giữ nguyên được màu trắng khi thấm hết lớp nước ở trên bàn tay của Kiều Khanh hay không. Đúng rồi thưa quý vị, và chúng ta hãy cùng chờ đợi khi mà chúng ta đã thấm hết cái lượng nước dư thừa rồi. Thì bây giờ quý vị thấy là lớp nền vẫn đẹp, vẫn tươi mịn, và đồng thời là không có để lại những cái vết trang điểm ở trên khăn giấy trắng của chúng ta đúng không ạ? Và điều này đã chứng minh một điều rằng là với phấn nước trang điểm đến từ thương hiệu Beauty Maker thì không chỉ là nhanh chóng hơn khi chúng ta trang điểm nè, thay thế cho nhiều bước trang điểm khác nhau, mà còn dưỡng trắng làn da của chúng ta theo thời gian nữa chứ. Với mức giá ưu đãi ngày hôm nay chỉ 890.000 đồng mà thôi, chúng tôi còn dành tặng cho quý vị thêm một bộ quà tặng đến từ thương hiệu Liu của Đài Loan, bao gồm đó chính là một chai nước xịt khoáng vừa dưỡng ẩm cho làn da, dịu da và còn dưỡng trắng cho làn da nữa, cùng với thêm một bộ với 3 mặt nạ chăm sóc và tái tạo chuyên sâu cho làn da của mình, giúp cho mặt nạ với dưỡng chất thấm thâu vào trong làn da và từ đó nuôi dưỡng làn da của chúng ta ngày một đẹp hơn các chị em nha. Đây là bộ sản phẩm quà tặng rất giá trị, cho nên là với thời gian mua sắm cũng đang dần dần trôi qua rồi, quý vị hãy cân nhắc thật kỹ và đừng bỏ qua cơ hội mua sắm rất ấn tượng này. 890.000 đồng. Trước khi sử dụng, gương mặt tôi có nhiều khuyết điểm, da khô và sẫm màu. Bước 1, sử dụng bông trang điểm ấn nhẹ vô lõi xuất phô để cả hai màu phấn bám dính lên bề mặt bông. Bước 2, chậm nhẹ bông phấn từ trong ra ngoài phủ đều cho toàn bộ gương mặt. Bước 3, gấp đôi miếng bông che khuyết điểm kỹ hơn ở vùng cánh mũi và khóe mắt. Bước 4, dùng tay lấy một ít lớp phấn màu đào trên lõi để che khuyết điểm vùng chữ T xung quanh mắt, nếp gấp vùng mũi và má. Rất khác biệt trước và sau khi trang điểm. Sau khi sử dụng, khuyết điểm không còn nữa, làn da toát lên vẻ đẹp trắng sáng không tì vết. Cushion Beauty Maker với công nghệ lõi kép đặc biệt, lớp màu da chống nắng lý tưởng SPF 50 cộng và BA cộng cộng cộng, các hạt khúc xạ trân châu giúp sáng da, lớp mousse supple với hơn 800.000 lửa hơi giúp giữ chặt lớp phấn nền và tinh chất, lớp màu đào với thành phần hoa sơn trà giúp chống oxy hóa, tinh chất berry, tuyết liên và acid hyaluronic giúp làn da mềm mại hơn, bông trang điểm thông minh giúp giảm nhiệt độ cho da. Son môi Beauty Maker với màu hồng đào tự nhiên và rất tươi tắn, chiết xuất từ những thành phần của thiên nhiên, bơ hạt mỡ, dầu vitamin E, dầu macadamia, dầu mầm lúa mì, acid hyaluronic giữ màu lâu và vẫn mịn màng cho đôi môi.
bộ quà tặng giá trị cao với bộ dưỡng da đặc biệt bao gồm bộ mặt nạ dưỡng trắng da 3 bước giúp làm trắng và mang lại một làn da tươi sáng và mịn màng hơn, xịt khoáng với dung tích là 15ml nữa, vừa dưỡng ẩm cho làn da lại còn bảo vệ lớp trang điểm mỗi ngày. Trước khi sử dụng, gương mặt tôi có nhiều khuyết điểm, da khô và sẫm màu. Bước 1, sử dụng bông trang điểm ấn nhẹ vô lõi súp phô để cả hai màu phấn bám dính lên bề mặt bông. Bước 2, chậm nhẹ bông phấn từ trong ra ngoài phủ đều cho toàn bộ gương mặt. Bước 3, gấp đôi miếng bông che khuyết điểm kỹ hơn ở vùng cánh mũi và khóe mắt. Bước 4, dùng tay lấy một ít lớp phấn màu đào trên lõi để che khuyết điểm vùng chữ T xung quanh mắt, nếp gấp vùng mũi và má. Rất khác biệt trước và sau khi trang điểm. Sau khi sử dụng, khuyết điểm không còn nữa, làn da phát lên vẻ đẹp trắng sáng không tì vết. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Chỉ thanh toán sau khi đã kiểm tra và nhận hàng thành công. Được đổi trả miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Gọi ngay 1900 7137 để được tư vấn. Quý vị thân mến, nói về tầm quan trọng của việc dưỡng da thì chắc chắn là rất là nhiều chị em phụ nữ cũng đã nắm khá rõ rồi đúng không ạ? Và một trong những nguyên tắc đó là quan trọng trong quá trình mà chúng ta dưỡng da, đó chính là phải làm sao để cung cấp đầy đủ độ ẩm cần thiết cho làn da của chúng ta mỗi ngày. Và với việc cung cấp đầy đủ độ ẩm như vậy thì mình có thể là khắc phục được hầu hết các vấn đề về da khác nhau. Và chúng tôi đem đến luôn cho quý vị cả một liệu trình với 3 lần sử dụng khác nhau trong một bộ quà tặng để chúng ta có thể là nâng cấp làn da của mình chỉ trong một tuần mà thôi. Ở đây quý vị sẽ có một bộ sản phẩm bao gồm 3 mặt nạ điều trị chuyên sâu, tái tạo và dưỡng trắng cho làn da của chúng ta đến từ thương hiệu Liêu quý vị nha, với những thành phần chiết xuất từ thiên nhiên. Đặc biệt là ở đây quý vị sẽ có những liệu trình điều trị trong suốt một tuần như thế này với 3 lần sử dụng mà thôi. Lần thứ nhất thì chúng ta sử dụng gói mặt nạ bao gồm bước 1 và bước 2 với nồng độ là 0,3% acid salicylic có tác dụng là tăng sự trao đổi chất sừng. Và tương tự như vậy thì 3 ngày sau đến ngày thứ 4 chúng ta sử dụng gói mặt nạ thứ 2 với nồng độ là 0,2% acid salicylic. Và ngày cuối cùng khi kết thúc quá trình điều trị chuyên sâu tái tạo cho làn da của mình ngay tại nhà thì mình sử dụng gói mặt nạ cuối cùng đến từ thương hiệu Liêu với nồng độ là 0,1% acid salicylic. Và tất nhiên thì quý vị đang thắc mắc là với các bước sử dụng thì sẽ như thế nào đây đúng không ạ? Đầu tiên quý vị thân mến, trong bộ mặt nạ của chúng ta sẽ có 2 bước khác nhau. Bước 1 đó chính là mặt nạ sáng da. Trong mặt nạ sáng da dạng lụa cao cấp và rất là chất lượng này thì sẽ có 3 thành phần cơ bản không thể thiếu trong quá trình điều trị chuyên sâu. Và với gói mặt nạ lụa chúng ta thì quý vị khi mà chúng ta cắt ra và mình cảm nhận ở bên trong thì nó sẽ có một cái sự cao cấp ngay khi mà chúng ta chạm vào chính trong lớp mặt nạ này đó quý vị. Và để tiết kiệm thời gian thì Kiều Khanh cũng đã cắt sẵn gói mặt nạ của chúng ta như thế này rồi và đang chờ đợi ở bên trong đó chính là một lớp mặt nạ lụa quý vị nha. Ưu điểm của mặt nạ lụa đó chính là cái độ bám khít ở trên làn da của mình nó sẽ được gia tăng tối đa luôn. Do đó thì những cái lớp dưỡng chất nè nó sẽ từ thẩm thấu trên khắp gương mặt của mình. Và để đảm bảo cho lớp mặt nạ này nó có thể giúp chúng ta có thể là tách rời ra một cách dễ hơn thì có thêm một cái lớp giấy ở phía bên trong nữa để giữ cho lớp mặt nạ này lúc nào nó cũng được giữ phong dáng. Và chúng ta có thể là chỉ cần là tách ra một cách nhẹ nhàng như thế này mà thôi, sau đó là có thể là áp trực tiếp lên trên làn da của mình. Chúng ta chỉ cầm ở bên ngoài mà thôi Trinh ha, là đã cảm nhận được cái độ mát mịn của nó rồi. Đúng rồi thưa quý vị, và với độ mát mịn mà chúng ta cảm nhận được rõ ràng là nhờ vào chiết xuất của lá bạc hà cây, thì ở bên trong là có acid salicylic tùy theo từng ngày điều trị khác nhau. Sau đó là còn có thêm chiết xuất từ vitamin B3 được trải đều ở ngay trên lớp mặt nạ lụa cao cấp của chúng ta thưa quý vị. Và Khanh có biết không, khi mà chúng ta cảm nhận rõ ràng nhất là khi mình vừa chạm vào ngay vào bàn tay của mình. Quý vị ơi, quả thật đúng là một cảm giác rất là mát mẻ và xoa dịu ngay chính bàn tay của chúng ta các chị em nha. Và rõ ràng khi mà quý vị chúng ta cảm nhận như thế này thì những dưỡng chất sẽ được nhanh chóng thẩm thấu vào trong làn da của chúng ta. Quý vị cứ hình dung là khi mà chúng ta để đều trên khuôn mặt của mình, từ phần dưới khóe mắt nè, ngay cả phần mũi và cả phần cằm của chúng ta sẽ được bao phủ đầy đủ. Và sau khi mặt nạ với dưỡng chất đã dần dần thẩm thấu vào trong làn da của mình rồi thì sau đó chúng ta sẽ sử dụng, đó chính là bước thứ hai. Tiếp tục với bước thứ hai trong quá trình điều trị và chăm sóc da chuyên sâu này, quý vị sẽ có đó chính là những thành phần từ thiên nhiên tiếp theo được chiết xuất từ bên trong. Với bước hai trong bộ điều trị chuyên sâu thì quý vị sẽ có một dung dịch dưỡng ẩm và giúp chúng ta là tăng thêm khả năng đàn hồi và sức đề
kháng cho làn da. Và quý vị hãy cùng quan sát kỹ lại một lần nữa nha. Lớp mặt nạ lụa cao cấp của chúng ta sau khi đã lấy hai lớp bảo vệ phía bên trên thì nó sẽ áp sát vào trong làn da của mình. Do đó thì các dưỡng chất nó sẽ thẩm thấu trực tiếp vào trong làn da, mang đến một liệu trình điều trị chuyên sâu và từ đó tái tạo làn da của mình luôn. Và khi mà chúng ta lột nhẹ ra thì quý vị thấy nha, làn da của mình nó có một cái sự căng bóng hơn hẳn đúng không ạ? Và những dưỡng chất này mình có thể dùng những đầu ngón tay, chúng ta vỗ nhẹ từ hai khóe mắt nè đến hai đôi má của mình và cả phần cằm nữa để cho dưỡng chất thấm sâu vào trong làn da của mình luôn. Và sau đó thì mình sẽ sẵn sàng cho bước chăm sóc điều trị thứ hai. Và với bước hai này thì nằm bên trong một cái gói bao bì như thế này, tức là một lượng dung dịch lỏng mà chúng ta có thể là đổ ra, và mình cũng có thể là massage tiếp tục nhẹ nhàng lên trên làn da của mình. Và đúng đối rồi. Với lại lượng dung dịch này thì chúng ta không cần là phải tẩy trang lại quý vị nha, mà chúng ta có thể là để đến ngày hôm sau luôn. Và lúc đó thì những cái tinh dầu bên trong không chỉ là giúp làn da được dưỡng hiệu quả, đúng mà rồi. Bên cạnh đó là chúng ta còn có thể là có được cái cảm giác thư giãn thoải mái để mình có thể là ngủ thật ngon luôn Trinh ha. Đúng rồi thưa quý vị, sau đó thì quý vị chỉ cần lấy với bước thứ hai, đó chính là dung dịch dưỡng ẩm như thế này với sự kết hợp từ chiết xuất lô hội và chiết xuất cam thảo cùng với chiết xuất từ hoa chamoli thôi. Quý vị thấy đó là với dung dịch dạng gel rất là mát và đặc như vậy đúng không ạ? Đó mình nhờ chúng ta nhẹ nhàng xoa lên trên làn da của mình, và quý vị chỉ cần chúng ta một lần nữa vỗ nhẹ cho dưỡng chất thấm sâu vào trong làn da, vuốt xuống cả phần cổ của mình luôn các chị em nha, để ngăn chặn sự lão hóa cho xuống cả phần cổ của mình. Và quý vị cũng không cần là phải rửa mặt lại đâu ạ. Cứ để cho những dưỡng chất này sau hai bước điều trị chuyên sâu thẩm thấu và nuôi dưỡng làn da, và nhất là được cung cấp đầy đủ nước, từ đó thì sẽ hạn chế đi những quá trình lão hóa và đồng thời sẽ làm tăng sự trao đổi của chất sừng, đẩy đi lớp tế bào chết và mang đến một làn da tươi sáng và căng mọng hơn rất là nhiều thưa quý vị. Đây là một bộ quà tặng phải nói rằng rất là giá trị mà chúng tôi dành tặng đến cho tất cả quý vị. Nhưng mà vẫn chưa hết đâu Khanh ơi. Sau khi mình đã có là một liệu trình chăm sóc da điều trị chuyên sâu với bộ ba mặt nạ đông y đến từ thương hiệu Liu rồi thì quý vị sẽ còn có thêm một quà tặng tiếp theo nữa để cho quý vị chúng ta tự tin hơn khi đi ra bên ngoài, nhất là những khi làn da của mình phải trang điểm nhiều và dễ dàng bị nắng, cảm giác là nóng nực, khó chịu hay là bị dị ứng, thì chúng tôi xin tặng cho quý vị thêm một sản phẩm quà tặng tiếp theo, đó chính là một chai xịt khoáng vừa dưỡng da vừa cung cấp độ ẩm cho làn da của mình, cũng đến từ thương hiệu Liu. Và quý vị có thể thấy là cả dòng sản phẩm chính ngày hôm nay đó chính là bộ sản phẩm trang điểm rất là nhanh chóng Beauty Maker, thì đều có là đó chính là kích thước rất là nhỏ gọn đúng không ạ? Tức là chúng ta có thể là cho tất cả những sản phẩm của ngày hôm nay, sản phẩm chính và sản phẩm quà tặng đó chính là chai xịt khoáng nữa, cho vào trong túi xách của mình. Và khoảng cuối buổi chiều đó, nếu như mà chúng ta không kịp thời gian về nhà mà ngay sau đó phải đến một buổi hội họp bạn bè nè, hay là một buổi tiệc quan trọng chẳng hạn, thì chúng ta hãy lấy ra chai xịt khoáng nè, xịt một lớp khoáng mỏng ở trên gương mặt của mình đợi khô lại, và sau đó có thể tiếp tục dặm lên một lớp kem phấn nền như thế này, không lo tình trạng là kem phấn nền sẽ bị chảy ra hay bị xỉn màu đâu quý vị nha. Và đúng cũng rồi. Đừng quên cuối cùng đó chính là một thỏi son nữa. Và thưa quý vị, với thỏi son hồng đào vừa làm lớp trang điểm rất là đẹp cho là đôi môi của chúng ta, đồng thời đó chính là còn chăm sóc cho đôi môi của mình không bị khô, không bị thâm môi và chống lão hóa theo thời gian nữa. Đây là trọn bộ đôi sản phẩm chính đến từ một thương hiệu chăm sóc và trang điểm nổi tiếng của Đài Loan là thương hiệu Beauty Maker. Và đây chỉ mới là sản phẩm chính thôi đã rất là giá trị rồi. Chúng tôi sẽ còn tặng thêm cho quý vị một bộ quà tặng mà quý vị cũng đã vừa theo dõi với Tú Trinh và Kiều Khanh trong suốt chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Vừa là bộ ba mặt nạ điều trị và chăm sóc da chuyên sâu, lại còn có thêm một chai xịt khoáng vừa dưỡng ẩm nè, dưỡng trắng và cung cấp nước cho làn da của chúng ta mọi lúc mọi nơi, cũng đến từ thương hiệu Liu. Riêng bộ quà tặng này thôi cũng có giá trị rất cao khi chúng tôi dành tặng đến cho tất cả quý vị. Và tất nhiên quý vị không cần phải chi trả thêm bất kỳ một khoản chi phí nào để sở hữu thêm một liệu trình điều trị chăm sóc da trong suốt một tuần và cả một chai xịt khoáng rất là nhỏ gọn và tiện lợi như vậy nữa. Mức giá một lần chúng ta sở hữu cùng với VTV Hyundai Home Shopping chỉ là 890.000 đồng mà thôi. Không cần phải đi ra bên ngoài, không mất nhiều thời gian chọn lựa, giao hàng về tận nơi theo yêu cầu của tất cả quý vị. Đây quả thật là một cơ hội mua sắm nè, vừa trang điểm vừa dưỡng da rất là tiết kiệm chi phí và cả công sức cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Còn chần chờ gì nữa mà quý vị hãy nhanh chóng đặt hàng ngay với chúng tôi. Những tổng đài viên tại tổng đài quen thuộc 1900 7137 đã sẵn sàng đón nhận đơn đặt hàng và giao về tận nơi theo yêu cầu của tất cả quý vị. Bộ mỹ phẩm trang điểm nhanh chóng và tiện lợi SIE Cushion và son môi Beauty Maker, bí quyết sở hữu một gương mặt rạng rỡ tươi sáng chỉ với hai bước mà thôi. Bước 1, lớp nền hoàn hảo từ SIE Cushion với loại kép và phiên bản cải tiến. Bước 2, môi xinh tươi sáng từ son môi màu hồng đào, thương hiệu nổi tiếng tại Đài Loan, Trung Quốc. Bộ
quà tặng giá trị cao với bộ dưỡng da đặc biệt bao gồm bộ mặt nạ dưỡng trắng da 3 bước giúp làm trắng và mang lại một làn da tươi sáng và mịn màng hơn, xịt khoáng với dung tích là 15ml nữa, vừa dưỡng ẩm cho làn da lại còn bảo vệ lớp trang điểm mỗi ngày. Bộ mỹ phẩm trang điểm nhanh chóng và tiện lợi Essang Air Cushion và son môi Beauty Maker với mức giá đặc biệt chỉ 890.000 đồng, và quý vị sẽ còn được nhận ngay bộ quà tặng giá trị cao bao gồm mặt nạ dưỡng trắng da và xịt khoáng cao cấp, một món quà tuyệt vời dành cho nhan sắc của các chị em phụ nữ. Khi sử dụng, gương mặt tôi có nhiều khuyết điểm, da khô và sẫm màu. Bước 1, sử dụng bông trang điểm ấn nhẹ vô lõi súp phô để cả hai màu phấn bám dính lên bề mặt bông. Bước 2, chậm nhẹ bông phấn từ trong ra ngoài phủ đều cho toàn bộ gương mặt. Bước 3, gấp đôi miếng bông che khuyết điểm kỹ hơn ở vùng cánh mũi và khóe mắt. Bước 4, dùng tay lấy một ít lớp phấn màu đào trên lõi để che khuyết điểm vùng chữ T xung quanh mắt, nếp gấp vùng mũi và má. Rất khác biệt trước và sau khi trang điểm. Sau khi sử dụng, khuyết điểm không còn nữa, làn da toát lên vẻ đẹp trắng sáng không tì vết. Beauty Maker với công nghệ lõi kép đặc biệt, lớp màu da chống nắng lý tưởng SPF 50 cộng và BA cộng, các hạt khúc xạ trân châu giúp sáng da, lớp mousse supple với hơn 800.000 lửa hơi giúp giữ chặt lớp phấn nền và tinh chất, lớp màu đào với thành phần hoa sơn trà giúp chống oxy hóa, tinh chất berry, tuyết liên và axit hyaluronic giúp làn da mềm mại hơn, bông trang điểm thông minh giúp giảm nhiệt độ cho da. Son môi Beauty Maker với màu hồng đào tự nhiên và rất tươi tắn, chiết xuất từ những thành phần của thiên nhiên, bơ hạt mỡ, dầu vitamin E, dầu macadamia, dầu mầm lúa mì, axit hyaluronic giữ màu lâu và vẫn mịn màng cho đôi môi.